Tiếp theo sẽ là tiểu mục bệnh viện tối qua. Mặc dù thời gian này không phải là thời điểm nóng của các vụ tai nạn thương tích trẻ nhỏ, nhưng theo các bác sĩ tại bệnh viện E Trung ương, buổi tối ngày hôm qua đã tiếp nhận điều trị cho 3 trường hợp trẻ tai nạn thương tích. Rất may là tất cả các trường hợp này đều không nguy hiểm tới tính mạng, ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình. Tôi đang có mặt tại khoa cấp cứu của bệnh viện E. Trong buổi trực cấp cứu ngày hôm nay, theo các bác sĩ là tiếp nhận khá nhiều những cái trường hợp bị tai nạn thương tích, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Vừa rồi thì các bác sĩ cũng cấp cứu trong một trường hợp cháu bé bị tai nạn do thương tích trong khi vận động thể thao. Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về tình trạng của bé này, bây giờ chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với em bé ngay sau đây. Chào cháu, cháu có thể chia sẻ một chút là mình bị tai nạn trong hoàn cảnh như thế nào? 9 giờ con chơi với bạn ạ. Lúc mà bóng bay con với bạn giơ chân lên để đá bóng, vô tình đá vào chân nhau. Cháu rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình? Không nên là những điều dạy dột như thế. Đây là một cháu bé nam, 10 tuổi. Cháu này thì tai nạn đá bóng. Đấy, qua thăm khám chụp chiếu tôi thấy là cháu gãy lền đốt bàn, gãy đốt một ngón hai. Cái này thì chúng tôi đã sơ cứu và cố định cho cháu, và cháu về điều trị tại nhà. Tôi có tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nhỏ ở độ tuổi khoảng 10 tuổi. Đấy, thì trong đó thì có một trường hợp là gãy trên nồi cầu cánh tay, thì trường hợp này là phải cho viện mổ. Bác sĩ có những cái lưu ý như thế nào cho các bậc phụ huynh khi mà trẻ xảy ra những cái tai nạn mà thương tích như vậy? Đối với trẻ nhỏ, cái độ tuổi này là độ tuổi hiếu động. Đấy, nên những cái tai nạn này thì cũng có thể thường xảy ra. Thì bố mẹ thì nên lưu ý con cái hơn. Khi mà có những trường hợp như này thì tốt nhất là nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất.